Tiếp video trước, cuối cùng Bạch Thái cũng tỉnh lại, mọi người ai nấy cũng đều vui mừng, nhất là Vũ Canh. Ngoài thần lực của bọn họ thì Khổng Tước cảm thấy có một người nào đó đã âm thầm giúp đỡ cứu Bạch Thái. Chủ nhật do tân nương của mình cho Vũ Canh chăm sóc, hẹn nam chính một ngày không xa, khi đó võ nghệ Vũ Canh cao cường hơn thì bọn họ lại quyết chiến thêm một lần nữa. Sau đó gã rời đi mặc cho Khổng Tước khuyên gia nhập cùng bọn, đừng trở về thần vực nữa, nhưng gã vẫn cố chấp theo quyết định của bản thân mình. Bọn họ dựng tạm một căn lều ở trong rừng để cho Bạch Thái tiện nghỉ ngơi, Alan đứng ra chăm sóc cho cô. Vũ Canh cũng ở đó, cậu cảm thấy khó xử vì lần trước đã không bảo vệ được cho Alan, nhưng sau khi nghe cô nói đã có từ điện tới cứu và chăm sóc, nên cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Được biết số dân trong thần ẩn bộ đã chết gần hết, không quá 10 người còn sống sót. Nghe nói Phục Hy đang bị giam cầm ở thần vực, nơi đó có một điện lao được gọi là Thiên Nhai Hải Giác. Vũ Canh muốn tới nơi đó để giải cứu cho ông, nhưng mà sẽ có rất nhiều khó khăn vì nơi đó không dễ xâm nhập được. Sau đó, cậu kêu gọi mọi người hãy cùng nhau đi tới Thiên Nhai Hải Giác để cứu ông ngoại, nhưng có vẻ như ai nấy cũng đều e dè, họ cho rằng điều đó là hết sức nguy hiểm. Nhớ có lần Alan giảng dạy cho cậu, có nói tới thần vực, để đi vào nơi đó phải dùng thuyền vượt ngàn biển khơi để tới một vùng biển rất xa xôi, chạy qua trùng trùng, điệp điệp mới tới được vùng đất đoạn tuyệt, đó chính là vùng đất của viễn cổ thần tộc. Lúc nhìn thấy bức tường sừng sững ngoài biển khơi cũng chính là lúc đến được cửa vào của thần tộc. Dựa vào diệt thế thức ở ngoài biển nên chưa có một ai có thể đi qua được vùng đất bao la hùng vĩ đó được. Lời đề nghị của Vũ Canh mọi người cũng nghĩ là có khả năng làm được, nhưng vẫn chưa tin tưởng cậu lắm, cho nên mọi người cần cậu chứng minh thực lực thì mới có thể thuyết phục được. Đêm hôm đó, Khổng Tước trò chuyện với Vân Trung Tử, sức mạnh của Vũ Canh hiện tại rất cao cường, nhưng cậu cần phải tiết chế được bản thân mình trước kẻ thù thì e ra mới đánh bại được thần tộc. Đột nhiên lúc đó cây cối bị lay động bởi một lực rất lớn, thì ra Vũ Canh đang chứng minh năng lực của mình với Alam. Những người trong thần ẩn bộ cũng đã cảm nhận và công nhận được thực lực của cậu, nhưng mà Alam thì không, cô kêu dừng lại, hãy nhìn lại xung quanh thiên nhiên đang bị cậu tàn phá. Nếu như cậu không thể khống chế được thần lực của mình thì sẽ vô tình sát hại những sinh mệnh vô tội xung quanh. Ngay cả hai tên tiểu tử đứng gần đó cũng bị tác động bởi thần lực này. Trước khi đi Thiên Nhai Hải Giác, cậu muốn tìm Tử Vũ Thúc Thúc để học luyện khí thuật, đến lúc đó mới có thể tự tin chiến đấu. Những người trong thần ẩn bộ cũng có thời gian để chuẩn bị hành động. Lúc này Alam định thổ lộ tình cảm với Vũ Canh, nhưng biết cậu đã yêu Bạch Thái rất nhiều nên đành thôi. Cô kề dao vào cổ của nam chính, buộc cậu phải ra lời thề rằng mãi mãi luôn yêu thương Bạch Thái và không bao giờ làm tổn thương cô ta. Bởi vì để tìm được một người con gái thứ hai như Bạch Thái trên đời là thật sự rất khó, cô quay lưng đi, nước mắt tuôn rơi. Bọn họ leo lên lưng của Tiểu Bát tới một bến đò, nơi đó cũng là điểm hẹn của Vũ Canh với Tử Vũ Thúc Thúc. Sương mù đột nhiên xuất hiện mang theo ám khí nặng, không lâu sau Tử Vũ cũng xuất hiện. Anh kêu Vũ Canh lên đò đi tới đảo ma thuật để tập luyện. Cậu từ biệt mọi người, gửi gắm Bạch Thái cho bọn họ rồi lên đò cùng với Thúc Thúc rời đi. Dọc đường đi, Vũ Canh tâm sự với anh rằng sẽ đi tới thần vực để cứu ông ngoại, mong lúc đó Thúc Thúc cũng giúp đỡ. Nhưng để làm điều đó thì cậu phải tập luyện cho thần lực của mình mạnh hơn, mà thời gian tập luyện bao lâu thì Tử Vũ không nói. Thuật luyện khí là gì, Vũ Canh không hề biết. Tuy nhiên càng tiến về gần hòn đảo thì cậu lại càng cảm nhận rõ hơn nó đang mạnh mẽ kêu gọi. Cuối cùng Vũ Canh cũng tới được nơi này. Tại địa ngục, một bộ xương cốt đang hình thành lại thân thể, coi bộ sức mạnh của nó rất phi thường, phát sáng cả một khoảng vùng của cánh cửa địa ngục, thì ra đó chính là thập hình đại thần. Bây giờ hắn đã nhớ lại được ký ức năm xưa. Năm đó Quỷ Thành bị Tâm Nguyệt Quỳ hại chú, thập hình kéo theo người yêu của mình là Minh Nguyệt chạy trốn thì bị Thiên Khôi chặn lại. Không lâu sau thì Tâm Nguyệt Quỳ cũng xuất hiện, bà ta ban một phép lạ, đó chính là sự vĩnh hằng. Thập hình đẩy Minh Nguyệt xa, một mình anh rơi vào trận pháp đó. Nhìn thấy ánh mắt của người yêu lần cuối, chỉ vì có tình cảm lại khiến người yêu mình chết một cách đau đớn. Lúc đó hắn chỉ còn nỗi thống khổ, đau đớn và cùng với sự tiếc nuối vì không bảo vệ được nàng ấy. Sau đó thì hắn bị rơi vào một giấc mộng dài, nhưng bây giờ thì cũng thức tỉnh, cánh cửa địa ngục đóng lại. Một giọng nói từ phía sau cất lên, đó chính là Bất Tử Điểu, cũng như hắn đã biết cơ thể của nó đã bị Hắc Long Thiên phá hủy trong trận chiều ca năm đó. Nhiều năm về trước, nó từng gắn bó với một người tên là Thành Thăng, cũng chính là tổ tiên của Vũ Canh. Ông ta cho nó hấp thụ tinh huyết của mình để kéo dài sinh mệnh. Sau này thì Tử Phụ cũng làm điều tương tự, nhưng kết quả cũng không thoát khỏi số mệnh chiến bại ở lần đó, nên thần nguyên của Bất Tử Điểu một lần nữa rời đi. Nó đang chờ một người đến kế thừa và người được chọn chính là Thập Hình. Được sự đồng ý của hắn, thần nguyên của Bất Tử Điểu bắt đầu nhập thể. Hành động này bay vào khiến cho cơ thể của hắn trở nên cường tráng hơn. Hỏa vũ của nó sẽ hòa vào lệ thủy của hắn. Trong lòng hắn ta chỉ còn sự phẫn nộ. Thập Hình cũng mang đôi cánh tượng trưng của chim bất tử.
Ở một diễn biến khác, Bạch Thái được Nghịch Thiên Nhi Hành đưa tới băng tuyết chi địa để tham quan. Kể từ ngày hôm đó, hai người bọn họ trở nên thân thiết. Cô trầm trồ trước vẻ đẹp trắng lệ của địa đảo, một con chim đại bàng khổng lồ xuất hiện. Anh ta nói cho cô biết thêm về Minh tộc đã bị thần tộc công kích như thế nào. Hai người bọn họ leo lên lưng con đại bàng đi đâu đó. Nghịch Thiên Nhi Hành cảm nhận được rằng Bạch Thái sẽ là vầng mây đáng tin cậy để giúp cho bọn họ và các đồng minh chống lại thần tộc. Vậy nhưng cô lại không tin vào khả năng của bản thân mình. Anh nói sẽ có một ngày cô sẽ bộc phát được thực lực thật sự của mình mà ngay cả các vị bằng hữu bên cạnh cũng không ngờ tới. Nói rồi cô từ biệt để rời đi, Nghịch Thiên Nhi Hành nói bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để cô tiết lộ mối quan hệ của Bạch Thái nên không thể cho người khác biết được. Hóa ra Bạch Thái chỉ gặp được Nghịch Thiên Nhi Hành ở trong giấc mơ thôi. Cô tỉnh dậy, bước ra ngoài để hóng gió, mắt hướng về hòn đảo mà Vũ Canh đang tu luyện và mong mỏi. Khổng Tước thấy thế liền đi tới tâm sự với tiểu muội, hứa rằng sau khi Vũ Canh quay về sẽ tổ chức hôn sự cho hai người bọn họ. Bỗng dưng Tâm Nguyệt Quỳ không biết ở đâu ra chen ngang cuộc nói chuyện. Ngoài sự xuất hiện của bà ta thì còn có Thiên Khôi. Vân Trung Tử và mọi người còn lại cảm nhận được ám khí không lành nên đã tìm tới. Tâm Nguyệt Quỳ tới đây không phải để khiêu chiến với bọn họ mà là muốn hòa giải với thần ẩn bộ. Nếu như ai muốn quay về với thần tộc thì bước lên phía trước. Lúc này ai cũng do dự. Một hồi sau, nhận ra nhóm người bên kia quá cứng đầu nên Tâm Nguyệt Quỳ liền sử dụng tà thuật, sau nói phát ra mang theo ma lực. Suýt chút nữa, Bạch Thái đã nghe theo. Bỗng dưng có một bàn chân bước lên, người đó chính là A-Lam. Nhìn thấy A-Lam đi lên, anh ấy đều sửng sốt trước quyết định của cô. Sau đó những người khác cũng lần lượt bước lên, chỉ còn vài ba người ở lại. Sau đó Tâm Nguyệt Quỳ ra lệnh cho Thiên Khôi ra tay tiễn bọn họ lên đường một đoạn. Khổng Tước kéo Bạch Thái bỏ chạy thì bị ả cùng với nhóm người phản bội chặn. Cô hóa sương mù đánh lạc hướng bọn chúng rồi chạy về căn lều của mình. Khổng Tước kéo những người còn lại vào lều ẩn nấp. Một mình cô bên ngoài chiến đấu với bọn chúng. Thật ra Bạch Thái bây giờ đã có thể chiến đấu được. Nếu như không ổn thì cô sẽ yểm trợ cho Khổng Tước. Chỉ trong vài chiêu thức mà Khổng Tước đã hạ gục được bọn chúng. Thần kỹ của cô đó là một loại chiêu thức đặc biệt. Nghe nói chỉ có người có trái tim sâu sắc yên tĩnh mới có thể lĩnh hội được nó. Khổng Tước chạy tới chỗ Vân Trung Tử để viện trợ cho bọn họ nhưng bị Thiên Khôi chặn đứng. Gã chỉ cần tung ra vài chiêu đã khiến Khổng Tước bị thương nặng. Tâm Nguyệt Quỳ tiếp tục ra lệnh giết chết cô. Nghe lệnh, hắn ra tay định động thủ, Vân Trung Tử chạy tới cầu xin nhưng cũng vô dụng. Trong lúc Thiên Khôi đang giơ tay định ra đòn thì bầu trời đột nhiên hóa màu đỏ, một luồng hỏa diễm nóng rực đang lao tới. Một luồng khí rất quen thuộc với thần tộc rơi xuống trước mặt Thiên Khôi. Kẻ xuất hiện chính là Thập Hình Đại Thần, hắn tới để tìm Tâm Nguyệt Quỳ báo thù. Hai bên buông lời qua tiếng lại, Thập Hình không chờ được nữa nên đã động thủ trước. Mặc dù đánh trúng nhưng không thể cắt được thân thể ả, thậm chí còn bị một chất độc từ bà ta phát ra. Nó đang đục khoét một cánh tay của Thập Hình. Hóa ra đó chính là thực linh, có hình dạng như những bông hoa nhưng mà nhụy làm miệng của con dị thú. Đó là sinh vật được chế tạo từ ác độc, oán hận và tuyệt vọng. Những con quái vật này vốn dĩ đều là những người sống. Sau đó một đầu thực linh lao tới tấn công Thập Hình và tất nhiên hắn đã tránh được. Hắn bay lên không trung buông ra đôi cánh của bất tử điểu. Sau đó phóng ra thần lực nguyên thủy giới để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân mình. Gã phóng xuống nhiều ngọn lửa tấn công Tâm Nguyệt Quỳ nhưng không thể làm gì được ả. Nãy giờ tấn công hai lần không thành công nên lần tiếp theo này gã quyết định chơi cận chiến. Gã đã sẵn sàng chiến đấu, cho dù có chết thêm một lần nữa cũng không sao. Vì nhiệm vụ lần này hắn tới là để giết chết Tâm Nguyệt Quỳ. Hắn lao xuống tấn công, Thiên Khôi đứng ra chặn lại, sau một chiêu giao thủ thì Thập Hình đã bị đánh bay đi. Sau đó Thiên Khôi đi tới gần, mỗi bước đi của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển, hắn muốn thuyết phục Thập Hình. Chỉ là ý của Thập Hình đã quyết, nhưng muốn giết được Tâm Nguyệt Quỳ thì cần phải bước qua xác của gã, cho nên hai người này ắt phải đánh nhau. Nơi khác, Bạch Thái cùng nhóm người còn lại trong lều cảm thấy bên ngoài không còn ám khí của thần tộc nữa nên quyết định tẩu thoát. Vậy nhưng vừa mới bước ra khỏi lều liền bị thực linh bao vây. Họ định dùng thần lực tấn công thực linh, chỉ là đúng lúc này liền bị ngăn lại, nhóm người của Khổng Tước đã tới. Bà giải thích không thể dùng thần lực tấn công chúng được bởi vì hầu như không thể gây được sát thương cho thực linh. Cách duy nhất để giết chết bọn chúng chỉ có thể là dùng chú văn để khắc chế lại chú văn. Chuyển cảnh phim, Vũ Canh ở trên đảo đang kiên trì chăm chỉ tập luyện ngày đêm. Ngày hôm đó trong lúc tập luyện, không may đã gây hại tới chú chim gần đó. Nhưng sau khi thi triển một chút luyện khí thuật liền khiến nó hồi sinh trở lại. Điều này chợt khiến nam chính nảy ra ý tưởng, đó chính là luyện khí ra cánh tay đã mất của mình. Qua những ngày sau, Vũ Canh có linh cảm như Bạch Thái đang gọi cậu. Cậu thắc mắc vì cứ nghĩ đây chỉ là ảo giác, bởi vì cậu và cô đang ở hai không gian khác nhau. Chắc vì quá nhớ Bạch Thái nên đã nhầm lẫn. Đột nhiên cảnh vật xung quanh bị lung lay cùng với tiếng bước chân rung trời lở đất.
Ngay sau đó là sự xuất hiện của thủ hộ thú siêu to khổng lồ. Vũ Canh bị những con thú hộ truy đuổi, cậu vừa chạy vừa tấn công bọn chúng. Cuộc sống thường ngày của nam chính ở đây là không ngừng đấu đá với bọn nó. Đây cũng là cách giúp cho Vũ Canh tu luyện. Lúc ban đầu nam chính bị bọn này bán cho khá nhiều hành, mặc dù không muốn nhận chút nào cả. Còn bây giờ thì cậu chỉ cần dùng một chiêu đã đánh bại được bọn chúng. Sau khi hạ gục, đám này sẽ tỏa ra một sức mạnh thuần khiết, sẽ biến thành một cơ thể đầy năng lượng. Đó chính là luyện khí. Cậu sẽ hấp thu năng lượng đó và cất giữ vào trong cơ thể mình. Sau đó Tử Vũ đến khen ngợi vì đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, rồi hai người họ cùng ôn lại những chuyện của năm xưa. Tử Vũ quyết định tạm hoãn lại việc luyện khí, tối nay bọn họ sẽ quay về. Lúc này mọi người trong thần ẩn bộ bị bướm ám sát của Alam tấn công, khiến cho bọn họ trọng thương nằm la liệt. Chỉ còn mỗi Bạch Thái cùng với đứa bé, cô bé trong tay là được an toàn. Bạch Thái dường như bị hoảng loạn tinh thần, cô không biết được lý do tại sao Alam lại có thể đối xử với bọn họ như vậy. Dù gì thì bọn họ cũng đã từng vào sinh ra tử mà. Bất chợt Tâm Ngực Quỷ đi tới, nhìn thấy Bạch Thái vẫn còn sống sót nên tiến lại, ả ta buông đôi lời rồi điểm huyệt làm cho cô ngất đi. Sau đó mục tiêu kế tiếp bà là tấn công khổng tước, Tâm Ngực Quỷ muốn dùng chú văn để xóa sạch đi ký ức của cô. Những người bên ngoài chứng kiến không cầm lòng được, ngay sau khi Tâm Ngực Quỷ sắp hạ xuống chú văn thì bỗng dưng Bạch Thái tỉnh dậy ngăn cản. Thấy được điều này, Tâm Ngực Quỷ tỏ ra ngạc nhiên, bà không hiểu tại sao Bạch Thái lại có thể tỉnh lại rồi khống chế chú văn của mình. Bà ta ra lệnh cho Thực Linh tấn công Bạch Thái, nhưng hiện tại Bạch Thái đã không phải là một cô gái tầm thường như trước nữa. Cô đã biết sử dụng thuật pháp dịch chuyển, được gọi là độn không thuật của Minh tộc. Ai nấy cũng ngạc nhiên trước năng lực của Bạch Thái, nên cô đã tiết lộ sự thật rằng mình có quen một người bạn và anh ta đã chỉ dạy cho cô điều này. Tâm Ngực Quỷ muốn Bạch Thái khai báo danh tính của anh ta, nhưng cô kiên quyết không chịu nói, do đó bà ta liền uy hiếp lần nữa. Bỗng dưng một giọng nói vang lên, một luồng chân khí lớn làm lung lay cảnh vật xung quanh, cuốn luôn cả những con thực linh của ả. Người hiện lên sau cơn lốc xoáy đó chính là Nghịch Thiên Nhi Hành, anh đến để lấy mạng của Tâm Nguyệt Quỷ. Cái chết của ả sẽ là màn mở đầu cho cuộc chiến. Lúc này Tâm Nguyệt Quỷ bị bao vây bởi Hoàn Diệp Tử Sĩ, bị dây xích răng kín cuốn lấy, khiến cho không thể cử động được. Sau đó lần lượt nhiều thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể như muốn phành thây xẻ thịt ả. Ở mặt trận khác, Thiên Khôi cùng Thập Hình đối chiến thì bất ngờ có dự cảm chẳng lành, lo cho an nguy của Tâm Nguyệt Quỷ. Thấy được đối phương đang xào nhãng nên Thập Hình nhân cơ hội đó mà công kích, tuy chiêu thức tung ra liên tục nhưng không thể gây được thương tích cho gã, thậm chí còn bị phản công lại. Năm xưa khi Thập Hình vừa mới trải qua Thiên Khởi, Thiên Khôi thấy cậu ta là một người có tiềm năng nên đã đứng ra phụ trách chỉ đạo tập luyện, không ngờ hiện tại thầy trò bọn họ phải đối chiến với nhau như thế này. Vì Thiên Khôi cần phải nhanh chóng đi tới viện trợ cho Đại Tế Sư nên muốn sớm kết thúc trận đấu. Thập Hình hầu như bị bại trận, đột nhiên giọng nói của Chìm Bất Tử vang lên, nó thúc giục cậu ta đứng dậy để tiếp tục đối chiến. Thập Hình tiếp tục cho hỏa vũ thiêu cháy cơ thể mình, chỉ cần Thập Hình còn đứng dậy được thì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Năm xưa thần tộc Thánh Vương thấy biểu hiện của Thập Hình rất tốt nên Đại trưởng lão cho phép cậu ta tham gia Đại hội Phong Thần. Cậu sẽ cùng những thần tộc khác tranh chức đại thần, nhưng mà trước tiên tham gia phải thông qua việc quản lý nhân loại trước. Vì là huyết thống của thiên nên bọn họ đặt niềm hy vọng vào Thập Hình rất nhiều. Được biết tân thành chủ sẽ xuống nhận chức quản lý quỷ thành nên các thần dân trong thành xôn xao chạy tới nơi ra mắt thành chủ. Trong lúc chạy đi có một cô gái tên là Minh Nguyệt. Do cô có đôi mắt kém không nhìn thấy được nên đã vấp ngã. Thập Hình thấy vậy đã tới đỡ cô đứng dậy nhưng cô không biết đó chính là tân thành chủ. Thật ra cô gái Minh Nguyệt ngoài hiền hậu nhân từ còn rất đảm đang, tuy mắt không nhìn thấy rõ nhưng cô may vá rất điệu nghệ. Không biết từ lúc nào Thập Hình đã đem lòng yêu Minh Nguyệt. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, cậu bị thần tộc Thánh Vương truy cứu. Bọn họ cho rằng cậu không tiếp quản được nhân loại mà còn bao che cho bọn họ. Nhưng Thập Hình không nghĩ vậy, loài người không phải là những con khỉ như bọn họ nói. Vốn dĩ con người sớm đã có một trí tuệ rất xuất sắc, cậu càng hiểu được yêu một người là như thế nào. Các thần tộc thì không quan tâm, chỉ biết là con người là nô lệ của bọn họ. Thập Hình vẫn kiên quyết đi theo bản thân mình, cai trị nơi đó theo hướng người và thần đều bình đẳng như nhau, điều đó đã phạm vào điều cấm kỵ của thần tộc. Đêm hôm đó Thiên Khôi tìm tới Minh Nguyệt muốn ngăn cô ta đừng qua lại với Thập Hình nữa, điều đó ảnh hưởng tới cậu rất nhiều. Minh Nguyệt đứng trước mặt ông tỏ vẻ không sợ hãi. Sau đó thì cô phân trần với ông về tâm nguyện của Thập Hình, ước gì đại thần nào cũng từ bi như cậu ấy thì nhân loại sẽ không phải sống trong lo sợ. Không hiểu sao Thiên Khôi càng bị cuốn vào những lời nói của Minh Nguyệt. Có lẽ những điều đó là đúng nên đã đánh động được đến trái tim của ông. Trong đêm sinh tử năm đó, Tâm Ngực Quỳ dùng hại chú ấn người chết đối với Thập Hình. Minh Nguyệt nghe vậy chạy tới bên Thiên Khôi van xin ông hãy tha mạng cho Thập Hình. Minh Nguyệt muốn cùng chịu sự trừng phạt đó với Thập Hình, nhưng chú ấn có nghĩa là sự dày vò tàn khốc không có điểm dừng. Vậy nhưng Minh Nguyệt chỉ là một người phàm, ông không muốn cô phải chịu đựng sự dày vò đó, nên Thiên Khôi đã tự tay giết chết cô. Từ đó giấc mộng của Thập Hình cũng bị dập tắt,
sự việc đã được sắp đặt ngay từ đầu nên khó lòng mà làm trái được. Quay trở lại trận chiến, Thiên Khôi buông lời thách đấu với cậu lần nữa. Trong lòng của Tập Hình chỉ còn những phẫn nộ, rồi cậu tung đôi cánh chim hỏa vũ, hình bóng chim bất tử cũng hiện lên. Không thể đếm được số nắm đấm mà Thiên Khôi tấn công, đôi bên lúc này quyết chiến với nhau bằng một chiêu cuối cùng. Chỉ là lần này, Thập Hình vẫn y nguyên bị đánh bay đi. Tuy nhiên thì thần kỹ của Thiên Khôi chỉ là thiên tấn công, không có phòng thủ, nên Thập Hình đã dựa vào điểm yếu này lần nữa lao tới tấn công. Thành công vượt qua hàng phòng thủ của Thiên Khôi, tới đây thì có lẽ kết cục đã định. Mặc dù bị bán hành từ đầu, nhưng chỉ cần một lần chiến thắng liền có thể hạ gục đối thủ. Đôi bên cố gắng giằng co, cơ thể Thiên Khôi dần tan biến. Thập Hình cũng rất thống khổ, nhưng gã không còn cách nào khác. Nơi khác tưởng chừng đã giải quyết xong được Tâm Nguyệt Quỷ, nhưng nào ngờ ba tát tỉnh dậy, phá tan công kích rồi tẩu thoát. Nghịch Thiên Nhi Hành cùng đám binh sĩ đuổi theo sau, Tâm Nguyệt Quỷ bị trọng thương nặng nên không chạy trốn được bao xa. Theo đó, A Ta vừa chạy vừa báo tin về cho thần tộc. Ở trên thần vực, Thần Nhãn ngồi một chỗ quan sát được tình hình nên cho gọi ba vị thần tộc Thánh Vương, Huyền Phong Thánh Vương, Thiên Vũ Thánh Vương và Bạch Liên Thánh Vương xuống giải cứu cho Tâm Nguyệt Quỷ. Vì cần phải dịch chuyển tức thì nên Thần Nhãn đã khởi động sát na môn, nhưng nó chỉ có thể duy trì được trong 1 giờ đồng hồ nên bọn họ phải tranh thủ thời gian. Lúc này Tâm Nguyệt Quỷ đang nghĩ cách để thoát thân, à làm điều này bằng cách phá vỡ chú văn bị phong ấn trong mắt của những con thực linh để bọn chúng câu kéo thời gian. Nhưng sau khi vừa định quỷ không hay thần không biết rời đi thì bất ngờ bị chặn lại, kẻ đang chặn đường không ai khác chính là Thập Hình. Anh túm chặt lấy cổ, treo Tâm Nguyệt Quỷ lên không trung, bà ta van xin cậu hãy tha mạng cho mình. Không ngờ một người có uy quyền trong thần tộc cũng có ngày thấp thỏm lo sợ chết như ngày hôm nay. Tâm Nguyệt Quỷ thành tâm khai báo rằng mọi chuyện cô làm chỉ theo sự chỉ thị của Thần Nhãn mà thôi, chính ông ta mới là người nắm quyền hành trong thần vực. Bởi năm xưa Thập Hình đã phạm phải quy tắc cấm kỵ của thần tộc nên hắn ta ra lệnh cho cô và Thiên Khôi truy sát. Mọi chuyện không cần biết như thế nào, biết bao nhiêu sinh mạng vô tội đã bị giết trong tay cô ả, vậy nên Thập Hình không thể tha thứ được. Tới đây thì Tâm Nguyệt Quỷ giải thích, thần chú trên người anh do chính tay bà phong chú, chỉ có mỗi bà mới có thể giải nó được. Nếu không phá giải thì suốt đời Thập Hình sẽ phải sống trong sự thống khổ và nỗi đau đớn mà thôi. Ngay tới đây thì anh quyết định tha cho Tâm Nguyệt Quỷ một mạng. Lúc này những con thực linh liên tục tấn công mọi người, thấy vậy Tùy Phong Khởi Vũ cũng tới giải vây, bởi vì cô biết sử dụng chú văn nên dễ dàng giết chết đám này. Nghịch Thiên Nhi Hành tới hỏi Hàn Bạch Thái có an toàn không, nhưng liền bị những người khác trong thần ẩn bộ dè chừng, nhất là Khổng Tước. Họ biết rằng Minh Tộc là bộ tộc không mấy tốt lành bởi nó được hình thành từ địa ngục tối tăm, bởi những sự lừa dối nên Khổng Tước không muốn Bạch Thái thân thiết với họ. Nhưng thực ra Minh Tộc không có ác ý gì cả, bọn họ tới đây ngoài giải cứu cho Bạch Thái thì Nghịch Thiên Nhi Hành còn đề nghị với Khổng Tước, bọn họ muốn liên minh với thần ẩn bộ. Bởi vì họ có chung một kẻ thù, đó chính là thần tộc, nên tại sao không cùng hợp lực để chiến đấu? Minh Tộc không dựa vào thần ẩn bộ để trục lợi, nếu như cuộc chiến này thành công, chỉ cần chia cho bọn họ một vùng đất để họ có thể sinh sống và tồn tại. Khổng Tước còn cảm thấy nghi ngờ trước lời đề nghị của Nghịch Thiên Nhi Hành, nhưng sau khi nghe Bạch Thái thuyết phục thì cô cũng quyết định liên minh với Minh Tộc. Cùng lúc Tùy Phong Khởi Vũ, Thiết Huyết Vô Song cùng với Tử Vong Nhãn Thần, ba người bọn họ vẫn đang đối phó với những con thực linh. Gần tới bước cuối cùng kết liễu được bọn chúng thì bị Thập Hình tiến lại ngăn cản. Anh ta mang theo Tâm Nguyệt Quỷ bên cạnh, bà ta nói chỉ có Khổng Tước mới có thể cứu được bà ấy. Bỗng dưng có một bàn tay ai đó đặt lên vai của Thập Hình, trường một chiêu làm cho Thập Hình bay xuống và đồng thời cướp lấy Tâm Nguyệt Quỷ. Lúc này ba vị Thánh Vương đã tới, hai bên khẩu chiến với nhau, vì không thể thuyết phục được nên Thiên Vũ Thánh Vương liền bay xuống. Hắn ta tung chiêu, thần kỹ chấn thiên nộ địa giáng xuống khiến cho mọi thứ nơi đây bị sóng âm quét thành đại địa. Thập Hình là một người đứng gần nhất, hứng chịu nhiều sát thương nhất, khiến xương cốt trong cơ thể bị bẻ gãy vài cái. Ngay lúc còn chưa hoàn hồn thì một cơn sóng thần ập tới, mọi người lập tức bị nước biển cuốn đi. Trận chiến như vậy là kết thúc, nhưng sau khi nhìn sang ngọn núi phía trước, Bạch Thái đang giải cứu cho A Lam, Thiên Vũ Thánh Vương bay tới chưa kịp hỏi Hàn thì A Lam liền khai nhận đã đứng về phía thần tộc nên cô được tha mạng, còn Bạch Thái thì ngược lại. Không những thế cô còn buông lời phản đối thần tộc, Thiên Vũ nghe được liền định ra tay động thủ. Lúc này mà đất đột nhiên rung chuyển, Thiết Huyết Vô Song xuất hiện, gã buông lời khiêu khích, đường đường là thần tộc Thánh Vương mà lại ra tay với con người. Sau đó đôi bên bắt đầu động thủ, sau một màn giao thủ nhẹ sắp chuyển qua giao thủ lớn thì biến cố xảy ra. Mặt nước biển bị một loại lực lượng gì đó hóa thành băng và chỉ với một cái vung kiếm của Nghịch Thiên Nhi Hành đã có thể cắt mảng băng siêu to khổng lồ thành hai nửa. Đám người trong thần ẩn bộ nhìn thấy điều này vô cùng ngạc nhiên, không chỉ ngăn chặn hết động sóng thần mà còn cứu lấy Thập Hình trước mặt Thánh Vương. Thần Nhãn ở phía xa quan sát cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sau trận này, Nghịch Thiên Nhi Hành muốn mời Thập Hình tham gia kháng chiến. Chỉ cần lý tưởng giống nhau là người hay thần thì anh đều hoan nghênh gia nhập đội quân tác chiến.
Nói xong anh bước lên phía trước muốn xuất thủ, Bạch Liên Thánh Vương thấy vậy liền đứng ra đối chiến. Nghịch Thiên Nhi Hành cùng Bạch Liên vận ra công lực, đúng lúc đôi bên định giao thủ thì bị cắt ngang. Vách băng bắt đầu rung chuyển, một ánh hào quang từ bên trong tầng băng phát ra và đang tiếp cận về phía mọi người. Hóa ra người đang đi tới chính là Vũ Canh. Cậu đi ra với khí chất đầy oanh liệt, nhưng mà việc đầu tiên làm lại là tìm kiếm Bạch Thái. Đôi bên trò chuyện vui vẻ. Bạch Liên Thánh Vương thấy màn tình tứ này liền ra tay xuất thủ, chỉ là công kích của gã bị Vũ Canh một chiêu ngăn cản lại. Sau đó cậu từ từ đi lên, cậu nhận ra Thập Hình. Mặc dù Thập Hình từng là đối thủ cũ, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Cậu biết đối thủ của mình là ai, không chờ đợi được thêm, bọn họ đã sẵn sàng đối chiến. Và tới đây thì bộ phim đã khép lại. Nếu như các bạn yêu mến bộ phim này cũng như muốn mình làm video tóm tắt tiếp theo, vậy thì hãy like và để lại một lời nhận xét góp ý. Đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.